chết, phải đọa xuống địa ngục. Và cũng là vì cái tâm, cũng là vì cái tâm rất là bất thiện. Cũng ở cái cõi người này chết đi thì có người tái sinh làm súc sinh. Làm súc sinh cũng là vì người đó chết với một cái tâm rất là si mê. Cũng ở cõi người này thì có người chết đi phải làm ngã quỷ. Bởi vì cái tâm đấy là cái tâm nó bị tham lắm chi phối quá nhiều. Cũng ở cõi người này cũng có người chết thì được sinh lại làm người. Thì đấy cũng là vì cái người đấy là cũng có được những cái tâm thiện, có được một chút tâm thiện. Nhưng mà cũng ở cõi người này có sẽ chết đi và có người sinh về cõi trời. Và sẽ có rất nhiều các cái cõi trời từ thấp đến cao. Có cõi trời ở trên mặt, tức là có những vị chư thiên sống ở trên mặt đất, sống ở xung quanh nhà mình. Các vị chư thiên sống như là những vị thần cây, thần đốc, thần sông, thần núi. Thì đấy là các cái vị địa thiên. Và có các vị thiên tiên, các cái vị thiên ở trên hư không gọi là thiên tiên. Có những vị ở cái cõi trời tứ thiên vương, cõi trời đao lợi, cõi trời dạ ma, cõi trời đâu suốt. Và có các cõi trời dục giới khác nhau. Và nó cứ có tầng tầng bậc bậc. Và mỗi những cái cõi trời cao đấy thì lại có một cái đời sống hạnh phúc và cao thượng hơn những cõi trời thấp. Như mình ở cõi người thì là một cái cõi mà bên trên mình là những cõi thiên giới, bên dưới mình là những cõi khổ lao đọa xứ, bên trên mình là những cái cõi hạnh phúc an vui, và dưới mình là những cái cõi đầy rẫy đau khổ. Và mình giống như là cái cõi người này giống như ở giữa. Thì ở cõi người này có cả hai, đó là hạnh phúc cũng có, khổ đau cũng có. Thì cũng có những người vì sống ở cõi đời này thì cái phước nhiều hơn một chút thì mình cũng sẽ có được một chút an vui. Cái người nào mà cái phước ít mà cái nỗi lầm nhiều ấy, thì mình cũng gặp nhiều những cái nỗi khổ đau. Đấy, thì nó tất cả cũng là do nhân quả. Mà tất cả những cái nhân quả nghiệp báo cũng là đều do cái tâm của con người. Con người biết tu tâm thì cái tâm sẽ cao thượng đi. Cái người không biết tu tâm thì cái tâm nó hạ điệp và phải sinh xuống cõi thấp. Biết tu tâm thì cái tâm cao thượng và được sinh lên cõi cao. Thế thì ở trong một cái thế giới này được chia ra là thành 31 cõi khác nhau. Thì trong đó chỉ có 4 cõi khổ. 4 cõi khổ thôi, còn lại tất cả những cái cõi còn lại, 27 cõi còn lại là cõi an vui. Thì bắt đầu từ cõi người là cõi thứ 5. Rồi đến 6 cõi trời, dục giới nữa là 11 cõi. 11 cõi ở cái dục giới. Và còn có 20 cõi là ở cõi Phạm Thiên. 20 cõi về sau là những cái cõi mà chỉ có những sự nào, những người nào mà tu tập mà chứng đắc các cái tâm thiền, tức là có thể tu hành đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, các cái tầng thiền đấy thì được sinh về các cái cõi đấy, được gọi là cõi Phạm Thiên. Phạm Thiên chia thành 20 cõi. Thì ở cái thế giới con người này, những người mà tu tập về tâm linh thì không nhiều, nhưng mà các cõi trời, các vị chư thiên họ tu tập về tâm linh thì nhiều. Vì những cái đời sống của các vị chư thiên thì cao thượng hơn, cái tuổi thọ cao hơn và cái tâm thiện nó cũng cao hơn ở cõi thiên, ở cõi người. Phật pháp, Đức Phật cũng truyền bá cái giáo pháp ở trên các cõi thiên giới nhiều, và ở trên đấy vẫn có những cái vị thuyết giảng giáo pháp và thực hành giáo pháp của đạo Phật đều có, và tu tập những cái đời sống tâm linh thì ở các cõi thiên giới cũng có. Cho nên là người ta sinh từ những cái cõi thấp, người ta sinh về những cái cõi cao. Thế này ở trong thế giới vẫn cứ cái cõi thấp hơn thì tôn thờ cái cõi cao hơn. Ví dụ như là mình ở cõi người thì thường thường mình hay tôn thờ những cái bậc thần linh, những cái đấng thần linh ở cái cõi trời. Ví dụ như là trong nhà mình thờ các vị ông bà tiên tổ, ngoài ra còn thờ những cái vị ông công thần thiên thần thổ địa. Thì bởi vì những cái vị đấy có cái đời sống cao hơn mình một chút. Nhưng mà các cái vị thiên thần thổ địa đấy thì lại tôn thờ những cái vị chư thiên cao hơn họ một chút. Và những cái vị chư thiên ở các cái cõi trời dục giới này thì thường hay tôn thờ các cái vị ở cõi Phạm Thiên. Rồi cứ những cái vị ở thấp lại tôn thờ những vị ở cao hơn như vậy. Thế thì cũng ở cái cõi người này cũng có người sẽ tu tập và chứng đắc các cái thánh quả và đi đến Niết Bàn giải thoát khổ đau.
cũng như là Đức Phật thì sinh ra cũng ở cõi người này và ngài tu thành Phật. Và cái giáo pháp của ngài dạy cho mọi người đi đến sự chứng đắc các cái đạo quả và giải thoát ra khỏi cái luân hồi sinh tử. Giải thoát ra khỏi các cái cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tức là tu tập đến đạt đến cái mức tâm linh, cũng là tu tập cái con đường tu tập tâm linh nhưng đạt đến cái mức cao thượng nhất. Và trong cái pháp của Đức Phật giảng dạy thì Đức Phật nói ra rất là nhiều cái lý thuyết, rất là nhiều cái pháp. Nhưng mà cái đầu tiên ấy, khi mà Đức Phật đi giảng pháp thì Đức Phật phải gợi cho con người nhận thức ra được một cái sự thật, đó rằng là tất cả những cái hành động của chúng sinh nó đều để lại một cái nghiệp thiện và nghiệp ác. Tức là một cái lời nói, một cái ý nghĩ hay một cái việc làm của mình mà nó đi kèm với một cái tâm bất thiện, tham sân si thì nó sẽ để lại cái ác nghiệp, và cái ác nghiệp đấy sau này nó sẽ để lại cái quả báo khổ đau ở các cái cõi khổ. Còn nếu như những cái hành động của thân, khẩu, ý của mình mà nó đi kèm với những cái thiện nghiệp là vô tham, vô sân, vô si thì tất cả những cái hành động đấy nó để lại cái thiện nghiệp và sau này mình sẽ được hưởng những cái phước báo ở những cái cõi nhân thiên. Đấy thì tất cả những cái thiện hay ác nó cũng đều là do cái tâm con người mà ra. Thì khi mà một cái người mình phải thay đổi được cái nhận thức, đó là một cái nhận thức sai lầm là phải bỏ đi. Ví dụ như là một cái người nghĩ rằng là chết rồi là hết. Có rất là nhiều người có cái tư tưởng, có cái quan điểm như vậy. Người ta nghĩ là chết rồi là hết, những cái hành động ở đời này nó không có liên quan đến đời sau, những cái hành động ở đời quá khứ không liên quan đến hiện tại. Thì đấy là một cái gọi là tà kiến chấp đoạn. Và trong tất cả những cái tà kiến thì tà kiến bác không có nhân quả, không có đời trước, không có đời sau, thì được gọi là cái tà kiến lớn nhất và là cái tà kiến nguy hiểm nhất ở thế gian. Và bất cứ ai nuôi dưỡng cái tà kiến này, chấp thủ cái tà kiến này đến khi chết đều bị đọa, mà đọa rất là lâu. Và chính nhiều bài kinh Đức Phật hay nói cái câu là thả một con rùa mù xuống biển, rồi thả một khúc cây xuống dưới biển, 100 năm hay 1000 năm con rùa ấy nó mới ngoi lên khỏi mặt nước. Và cái cơ hội là nó có thể chui đúng vào cái lỗ ở cái khúc cây được hay không. Thì cái người mà có cái tà kiến chấp chấp thủ rằng không có đời này, không có đời sau, không có những cái kiếp hóa sinh, không có nhân quả, thì cái người đấy cái cơ hội sinh trở lại làm người nó cũng hy hữu và thấp như là cái con rùa mù mà thả dưới biển. Đấy, mà nó có thể ngoi lên, mà nó gặp lại được cái khúc gỗ mà thả cùng với nó. Đấy là nó khó như vậy. Thì cái đầu tiên là phải bỏ được cái quan điểm nói rằng là không có nhân quả, không có đời này đời sau, mà thực sự ra bởi vì là nó có cái nhân quả, nó có cái luân hồi sinh tử và nó có những cái nghiệp thiện nghiệp ác nó chi phối. Đấy là thứ nhất, là phải có cái niềm tin về tin sâu về nghiệp quả nghiệp hay là về nhân quả như vậy. Và cũng phải bỏ cái niềm tin cho rằng là tất cả cái cuộc sống của mình do có một cái vị thần linh nào đấy ban cho. Vì ở trên đời người ta hay có cái mê lòng mê tín, cứ nghĩ rằng là sẽ có các cái vị thần sẽ ban tài ban lộc cho mình, rồi là hay có cái gọi là tế lễ để cầu xin. Cho nên là ở trên đời người ta rất là nặng về cái tín ngưỡng tâm linh, gọi là mê tín dị đoan, đó là cầu xin lễ bái. Người ta cứ lập ra những cái đàn lễ và người ta nghĩ rằng là người ta sẽ cầu cái gì được cái đấy. Thì cái đấy cũng là một trong những cái tà kiến mà cần phải bỏ. Vậy thì chỉ khi nào một cái người có chánh kiến, hiểu rằng là nó tất cả là do cái tâm thiện của mình, nó tạo ra những cái hành động thiện, những cái hành động thiện thì nó để lại cái quả báo an vui và mình mong cầu cái gì nó đạt được cái đó. Còn cái tâm bất thiện của mình thì nó sẽ tạo ra những cái hành động bất thiện, những cái hành động bất thiện đấy thì khi mà mình nó để lại cái nghiệp ác và nó sẽ khiến cho mình gặp nhiều những cái sự không được như ý, mà hay là những cái sự khổ đau không như ý muốn của mình. Khi mà một người có cái niềm tin sâu sắc về nhân quả như vậy thì là cái người đấy coi như đã hiểu ra được cái giáo pháp của đạo Phật, hiểu ra được cái lý thuyết mà Đức Phật muốn truyền dạy.
Đấy, sau đó tức là cái người đấy hầu như mình đã có chánh kiến, và những cái người đấy là mình có chánh tín, tức là có cái niềm tin đúng và đã loại bỏ được những cái niềm tin sai ở trong cuộc đời, loại bỏ được những cái mê tín. Và tiếp theo nữa đó là cái vị đó sẽ cần phải tu tập, mình hiểu ra rồi thì mình cần phải thực hành nữa. Có những người mình chỉ hiểu như thế nhưng mà mình không thực hành thì cái tâm của mình nó rất là yếu luôn, và khi mà nó gặp những cái ngoại cảnh nó không làm chủ được. Đấy, bình thường thì cái tâm của mình khi mà nó gặp những cái ngoại cảnh, có những cái gọi là đối cảnh thì mới sinh tâm mà. Vì nên là cái tâm nó cần phải được tu tập, nó cần phải được nuôi dưỡng để khi nó đối diện với các cái ngoại cảnh thì nó mới có được cái sự tự tại. Thì có khi là cái tâm của mình nó đối với những cái ngoại cảnh, nó có những cái cảnh nó hấp dẫn, nó khả ái, và sẽ sinh ra cái tâm tham ái dính mắc đối với ngoại cảnh đấy. Thế thì cái tâm tham ấy nó cứ khởi lên nhiều thì nó trở nên mạnh mẽ, nó chi phối mình, và mình sẽ sống chìm lắm ở trong đó. Hoặc là có những cái người khi mà mình đối diện với ngoại cảnh nó khởi lên cái mà mình nghĩ rằng cái ngoại cảnh này là không tốt, thì nó sẽ khởi lên cái tâm sân hận, bực bội, tức tối, buồn phiền, thì mình bị những cái tâm nó chi phối. Thì tất cả bởi vì một cái người không biết tu tập tâm thì cái tâm nó sẽ yếu đuối, và khi mà nó gặp những cái ngoại cảnh là nó sẽ bị chi phối như vậy. Cho nên là cần phải có cái pháp tu tập về tâm. Thì cái pháp tu tập về tâm đấy thì Đức Phật mới dạy chung lại, đó là phải thực hành giới, định, tuệ. Tức là cái người đấy là khi mình ý thức là những cái hành động bất thiện nó để lại cái nghiệp bất thiện rồi, cho nên mình phải bỏ cái việc ác và làm việc lành. Thì cái việc mà bỏ việc ác làm việc lành đấy được gọi là giữ giới. Đó là giống như là tối thiểu là mình giữ năm giới đấy. Thế nay mình sẽ không bao giờ sát sinh nữa này, không bao giờ lấy trộm của ai này, không trộm cắp này, không tà dâm này, không bao giờ nói sai sự thật cố ý, tức là mình cố tình cố ý nói sai sự thật ấy. Gọi là nói dối, hay là cố ý mình dùng những cái chất rượu men, hay là những cái chất say nghiện, những cái đấy cần phải tránh xa. Thì tránh xa được như vậy là mình đã tránh được những cái ác nghiệp thô thiển. Nhưng mà khi mà mình có cái tác ý giữ những cái giới như vậy thì nó sẽ làm cho mình có ba nghiệp, thì nó đã thanh tịnh được hai nghiệp rồi. Mình có những cái nghiệp ở thân, ở khẩu, ở ý. Thì khi mà giữ giới nó đã làm cho thanh tịnh được ở thân và ở khẩu. Tức là từ cái lúc mình giữ giới là thân mình đã không làm việc ác rồi. Mình không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm là thân mình không làm ác rồi. Mình không nói dối, làm khẩu mình đã được thanh tịnh rồi. Mình không uống rượu, thì bởi vì là uống rượu thì nó đã mất cái trí tuệ sáng suốt, mất cái tâm tàm quý. Khi người uống rượu vào rồi người ta sẽ không còn biết giữ giới nữa, quên mất cái việc giữ giới, nó lại phạm lại sát sinh, phạm trộm cắp, phạm tà dâm và phạm nói dối. Cho nên là phải giữ cái giới uống rượu thì mới giữ được bốn cái giới kia, cho nên là bắt buộc phải giữ giới uống rượu. Vì khi một người giữ giới là nó đã làm thanh tịnh được cả những cái ác nghiệp về thân và những ác nghiệp về khẩu, đã không phạm nữa. Nhưng mà nó chưa thể loạn trừ được những cái bất thiện ở trong tâm, và cho nên là cần phải có một cái pháp tu tập nữa, đó là tu tập cái tâm. Thì cái pháp đấy gọi là pháp hành thiền. Thì đây là cái pháp mà quan trọng nhất, cũng là cái pháp mà trong suốt cuộc đời Đức Phật luôn luôn giảng dạy cái con đường tu tập là phải thực hành những cái pháp thiền. Nhưng mà về sau này vì đạo Phật truyền bá đi nhiều nơi và không có những cái vị hướng dẫn hành thiền, cho nên là người ta đến với đạo Phật chỉ biết tín ngưỡng lễ bái. Thì những cái pháp lễ bái đấy nó chỉ là một cái hình thức biến tướng của đạo Phật thôi. Chứ còn nếu mà một cái người nào mà thực hành đúng theo đạo Phật, đó là mình phải học cái giáo pháp và sau đó thực hành cái giáo pháp đấy. Thì cái giáo pháp đấy nó gọi là giáo pháp hành thiền. Và cái giáo pháp hành thiền này không, nó khác hẳn với những cái tín ngưỡng, đó là quay trở về tu tập chính cái nội tâm mình, phát triển cái đời sống tâm linh của chính mình. Thì cái pháp hành thiền này nó sẽ có lợi ích cho cả thân và tâm, nó sẽ có lợi ích cho cả hiện tại và tương lai, cho nên được gọi là cái pháp thiết thực hiện tại. Tức là cái pháp ấy nó rất thực tế, và nó có lợi ích ngay ở hiện tại này và cả tương lai về sau này. Vì ở trên đời ai mình cũng muốn là mình phải được cái sự an vui, có cái đời sống an lạc và tránh khổ đau.
thì cái con đường hành thiền này nó sẽ có cái sự an lạc này, có cái sự an lạc ở hiện tại và cái sự an lạc cao thượng ở tương lai nữa. Thì cái sự hành thiền ấy thì tại sao mình lại phải hành thiền? Bởi vì là hành thiền là để làm cho cái tâm của mình nó bớt cái tán loạn. Tức là cái tâm của con người ta là nó sinh khởi ở 6 căn. Ở 6 căn chứ. Chứ đôi khi mình hay đi học cái pháp ở thế gian thì người ta nghĩ là tâm ở trong não, ở trên đầu. Nhưng mà thực ra trong cái pháp mà Đức Phật dạy thì tâm nó không có ở trong não, trong đầu đấy. Mà cái tâm này nó có ở cái 6 cái căn của mình: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Chứ nó không, tâm không hề có ở trong đầu. Nếu một cái người sau này mình hành thiền sâu vào rồi mình sẽ thấy là tâm nó không hoạt động ở trong đầu như mình nghĩ. Mà tâm nó hoạt động ở 6 căn này: mắt của mình. Khi mà nó nhìn thấy một cái cảnh sắc thì có một cái lộ tâm thuộc về nhãn thức nó sinh lên. Cái tai của mình khi mà nghe âm thanh thì nó có cái lộ tâm về nhĩ thức nó sinh lên. Mũi của mình ngửi hương thì nó có cái lộ tâm thuộc tị thức. Lưỡi của mình nếm vị có lộ tâm về thiệt thức. Và cái thân của mình nó xúc chạm cái gì đó, nó có cái lộ thân về thân thức. Và còn có một cái lộ tâm mà nó sinh khởi nhiều nhất, nó lại nằm chính ở trong tim. Trong giữa trái tim của mình nó có cái lộ gọi là ý môn. Ví dụ như là khi mà mình nhắm mắt ra, mình không nghe, không nhìn âm cái hình ảnh, không nghe âm thanh, không ngửi hương, tức là năm cái căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của mình dừng lại, thì có cái ý thức nó hoạt động. Thì cái ý thức đấy nó lại sinh khởi ở trong trái tim của mình. Đấy, cho nên là đôi khi mình suy nghĩ căng thẳng cái gì quá, mình hay mình sợ hãi gì quá, mình thấy tim nó đập mạnh hay mình cảm thấy nó đau tim. Người nào mà buồn phiền lo lắng quá thì mình hay bị bệnh tim là vậy đấy. Đấy, là bởi vì cái ý của mình nó nằm ở đấy, gọi là 6 căn. Thì khi mà 6 căn này nó luôn luôn tiếp xúc với 6 cảnh trần. Mà với một cái người mà không biết tu tập tâm thì cái tâm nó luôn bị loạn động. Tức là khi mà mình thấy cái cảnh trần mà mình có cái tác ý sai, mình nghĩ rằng ôi những cái cảnh này là thường là ngã tịnh, tức là mình có cái hiểu sai, nghĩ rằng là các cái cảnh sắc này nó lâu dài, nó tồn tại lâu dài và nó đáng yêu quý. Những cái cảnh ở bên ngoài là an lạc, những cảnh ở bên ngoài là trong là đẹp, và mình nó bị nó hấp dẫn thì nó sinh ra cái tâm tham và mình cứ bị nó chi phối. Khi mà thấy cái cảnh đấy là mà mình khởi lên cái ý nghĩ rằng những cái cảnh này không có lợi ích gì thì tự nhiên mình khởi lên tâm sân. Vậy cho nên là suốt ngày mình hay bị chi phối bởi tham và sân và si. Thì đấy là cái tâm nó hay bị dao động, bị loạn động với cái ngoại cảnh như vậy. Cho nên là cần phải hành thiền là để chú tâm vào một cái đối tượng, đó là hơi thở vào ra, thì cái tâm nó không bị năng xăng nữa. Ví dụ hàng ngày tâm của mình nó rất là năng xăng, nó cứ nghĩ đến cảnh này một tí, nghĩ đến cảnh kia một tí, thì mình luôn luôn hướng ra ngoại cảnh để tìm niềm vui. Tức là có những khi mình phải đi ngắm cái cảnh nào đấy nó đẹp, nó lạ mắt để mình đi tìm cái niềm vui ở cái cảnh bên ngoài. Hoặc là đôi khi mình phải đi nghe nhạc hay là nghe những cái âm thanh gì đấy cho nó thoải mái cái tai của mình. Đôi khi mình phải đi chạy theo cái ngoại cảnh là hương thơm, đôi khi chạy theo cái ngoại cảnh đó là phải nếm những cái, chạy theo những cái thức ăn ngon, hay là chạy theo những cái gì xúc chạm trên thân mình cho nó êm ái. Và đấy là những cái ngoại cảnh. Và tâm mình nó bị năng xăng bởi chạy theo ngoại cảnh. Nó cứ thỏa mãn cái căn này, nó lại đi tìm cái ngoại cảnh cho căn khác. Thì tâm nó bị loạn. Tâm con người ta vì chạy theo ngoại cảnh nên nó bị loạn. Vì nó loạn cho nên nó luôn luôn yếu ớt và bất an. Cái người nào mà cứ chạy theo ngoại cảnh nhiều, bị ngoại cảnh chi phối nhiều, thì cái người đấy không còn tự chủ được tâm nữa, mà luôn luôn bị những cái cảnh trần ở bên ngoài nó chi phối, giống như là cái người bị nghiện không còn tự chủ được nữa. Vì vậy nó cứ loạn như vậy thì nó sẽ yếu. Mà nó yếu như vậy người đó mất tự chủ. Mất tự chủ thì cái người đó sẽ, cái tâm nó sẽ trở nên bị hạ nhiệt, bị thấp kém. Vậy thì cần phải tu tập, tức là làm cho cái tâm nó định tĩnh lại. Nó định tĩnh lại đó là, ví dụ như là cái có cái pháp thiền, đó là thiền nhận biết hơi thở vào ra. Nhưng mà một cái người mà cho nên Đức Phật dạy cái người sơ cơ hành thiền phải tìm một cái không gian nào đó rất là yên tĩnh, thanh tịnh, tránh xa những cái tiếng động, tránh xa những cái tiếng ồn. Mình có một cái căn phòng riêng hay là đi đến một cái nơi nào đó yên tĩnh nhất, không có những cái người khác phiền nhiễu mình, thì mình sẽ ngồi, gọi là Đức Phật dạy ngồi kiết già nưng thẳng, để niệm trước mặt, tránh niệm vị ấy thở vào, tránh niệm vị ấy thở ra.
Tức là mình có thể ngồi tư thế nào cũng được, có khi ngồi trên ghế lại cũng được, hoặc là ngồi ở dưới đệm lại cũng được. Mình giữ lưng thẳng, giữ đầu thẳng, nhắm mắt hoàn toàn, tránh niệm, để niệm trước mặt. Có nghĩa là cái nhận biết của mình là luôn luôn phải hướng lên trước mặt. Nhưng lúc ngồi thiền mình không được để tâm ở trên người nữa, mình hướng tâm lên trước mặt hoặc là trước cửa mũi mình. Tránh niệm nhận biết hơi thở đi vào, tránh niệm nhận biết hơi thở đi ra. Thì lúc đấy mình giữ cái tâm chánh niệm và tỉnh giác, cái tâm của mình nó phải tỉnh táo, chứ mình không ngồi với cái trạng thái tâm lờ mờ giống như buồn ngủ. Nhưng mà mình cũng đừng có quá căng thẳng và chăm chú, ngồi rất tự nhiên, rất thoải mái, giống như là ngồi thư giãn, ngồi nghỉ ngơi, ngồi chơi, ngồi như vậy. Và hướng cái tâm vào cái da ở hai bên cạnh mũi này, mình sẽ thấy có cái luồng hơi thở nó đi vào và nó đi ra, nó giống như một cái làn gió thoảng nhẹ. Để nó đi vào thì cái ý thức của mình chỉ cần biết là hơi thở nó đi vào, nó đi ra mình chỉ cần biết nó đi ra. Ngồi rất thoải mái, rất tự nhiên như ngồi chơi, không cần phải quá căng thẳng, và cứ nhận biết hơi thở đi vào và nhận biết hơi thở đi ra như vậy. Chỉ cần tập như vậy mà cho làm cho nó thuần thục, làm cho nó sung mãn. Thì muốn cho nó thuần thục thì mình phải duy trì một cái thời thiền đấy kéo dài, có thể là một tiếng. Nếu như mà có những cái người mình hành một tiếng rồi hoặc thuần thục rồi, mình sẽ ngồi tăng lên tiếng rưỡi, có thể tăng lên 2 tiếng. Nếu như một cái người mà không bận rộn công việc thì vị đấy có thể ngồi 3-4 tiếng vẫn không sao, vẫn bình thường. Khi nào nó mỏi chân cứ đổi chân bình thường. Khi nào mình cảm thấy mỏi lưng mình vẫn có thể trùng lưng xuống hoặc là giữ lưng thẳng lên bình thường. Tay chân mình vẫn có thể thay đổi tư thế, cho nên là ngồi rất là lâu mà nó không bị đau nhức mỏi gì hết. Thì khi mà cứ nhận biết hơi thở vào và nhận biết hơi thở ra như vậy, thì cái lúc đấy mình cũng phải luôn luôn là loại bỏ những cái vọng tưởng nó đến. Ví dụ lúc ấy cái tâm nó nghĩ đến một cái chuyện gì khác thì nhắc nhở cái tâm là quên chuyện này đi, không được nghĩ đến chuyện này. Phải thường xuyên nhắc nhở cái tâm như vậy thì lâu ngày cái tâm nó sẽ quen đi và nó thuần thục. Và mình sẽ loại bỏ được tất cả những cái vọng tưởng hay là những cái suy nghĩ khác nó xen tạp vào. Thì mình nhắc nhở là loại bỏ nó đi. Và lúc đấy mình, cái người nào mà có cái tâm buông xả mạnh thì lúc đấy ngồi suốt cả 1 tiếng, 2 tiếng tâm nó cũng không nhớ nghĩ đến cái gì. Lúc đấy mình sẽ thấy có rất là nhiều những cái vọng tưởng, cái suy nghĩ về công việc hay là về cái việc học tập. Nhưng mà lúc đấy mình cứ tác ý là quên nó đi, không cần phải nghĩ đến nó nữa. Nó buông xả hết tiêu đi. Thì cái lúc đấy mình phải có cái suy nghĩ là trên đời này không có cái gì có giá trị bằng hơi thở, không có cái gì quý báu bằng hơi thở. Vì lúc đấy mình bảo nếu bây giờ có người nào đó mang rất nhiều những cái tài sản hay là những cái gì có giá trị ở trên đời đến đây đổi lấy hơi thở của mình có dám đổi không? Bởi vì nếu không có hơi thở chỉ vài phút là mình chết. Nhưng mà không có mọi thứ mình vẫn còn sống được. Vậy thì cái hơi thở này nó giá trị hơn mọi thứ. Vậy hãy trân trọng nó và hãy quay trở về với cái mà có giá trị nhất. Đó là hơi thở vào, hơi thở ra này. Thì lúc đấy mình sẽ cảm thấy cái hơi thở nó có giá trị và mình thích thú, mình trân trọng nó rồi. Thì cái tâm nó sẽ trú ở đấy và nó có niềm vui. Còn nếu như mà có những cái người mình hành thiền mà mình không thấy cái lợi ích của nó thì nó sẽ chán. Nhưng mà cái người nào mình hiểu là nó có cái lợi ích, nó có, mình ngồi như thế nó tạo ra rất là nhiều cái phước lành, thì lúc đấy cái tâm nó sẽ hoan hỉ và thích thú. Thì khi mà mình có cái niềm tin rằng là cái việc hành thiền này sẽ có lợi ích về tâm linh, về trí tuệ, về những cái công đức, về những cái phước lành rồi, thì cái tâm nó sẽ thích thú với hơi thở, mà nó thích thú một cách rất tự nhiên. Ví dụ mình ngồi đến một lúc nào đó mình sẽ cảm thấy nó có cái hỉ, nó sinh khởi. Có thể là mình cảm thấy nó có cái niềm vui vui ở trong tâm, tức là cái tâm nó rất là vui thích đối với cái hơi thở đấy. Thì nếu như nó có cái hỉ thì nó sẽ có khinh an, tức là nó có một cái sự nhẹ nhàng ở trong trong thân mình. Lúc đấy nó ngồi mà cảm thấy nó rất là nhẹ, nó nhẹ lên. Mà thậm chí có những cái người ngồi mà lúc đấy nó mất hết cả trọng lượng luôn, giống như mình đã ngồi nữa đường giữa không, tức là cái hỉ mà nó sinh ra cái sự khinh an như vậy. Thì từ cái sự khinh an nó sinh ra an lạc. Thế mình ngồi mình cảm thấy thân tâm nó thấm nhuần một cái sự an lạc. Mà cái sự an lạc này mình không có ở bên ngoài. Ví dụ như là có những người nghĩ là mình phải đi massage, mình phải đấm bóp về cái thân thể, hay là
mình đi giải trí gì đó thì mình mới có được cái sự thoải mái, cái sự an lạc. Nhưng mà nếu như một cái người hành thiền, mình sẽ cảm nhận được một cái sự an lạc mà nó cao thượng hơn tất cả những cái sự an lạc ở bên ngoài. Ví dụ kể cả những cái trạng thái mà một cái người ngủ nghỉ nhá, mình có thể chìm vào trong một giấc ngủ rất là sâu và ngủ dậy mình cảm thấy rất là tỉnh táo và thoải mái. Nhưng mà trong cái giấc ngủ ấy nó không có cái hỉ lạc. Nhưng mà ở trong thiền nó có một cái sự hỉ lạc. Nếu như một cái người nào mà tập một thời gian dài rồi, mỗi một khi mệt mỏi hay là căng thẳng hay là thân tâm của mình có cái sự khó chịu mệt mỏi, chỉ cần ngồi thiền mà cái thời thiền kéo dài từ 1 tiếng đến 2 tiếng, thì khi xả thiền ra mình sẽ cảm thấy thân tâm mình nó đều có cái sự thoải mái và an lạc. Nó có một cái sự hỉ lạc mà nó hơn tất cả những cái sự thoải mái khác. Và ví dụ ở bên ngoài đời người ta có rất nhiều những cái pháp thiền, như là thiền về, người ta tập về luyện về khí công, luyện yoga và các cái pháp tập thiền khác, người ta để tăng cường cái sức khỏe. Người ta tập thiền mà luyện khí công mà lắc khí thì người ta cũng có cái sức khỏe. Nhưng mà cái pháp thiền của đạo Phật này nó cũng đều có. Tức là khi mình hành thiền một thời gian xong thì cái thân tâm của mình nó cũng rất là khỏe khoắn, và nó cũng loại trừ được một số bệnh. Tức là những cái bệnh tật ở trên đời nó có bốn nguyên nhân sinh ra bệnh. Một là bệnh do tâm sinh, hai là bệnh do thời tiết sinh, ba là bệnh do thức ăn sinh, và bốn là bệnh do nghiệp ở quá khứ sinh. Thì bốn cái bệnh này ấy, thì với một người nào mà cái tâm nó bị áp lực, bị căng thẳng, bị phiền não nhiều quá thì nó sẽ sinh ra cái bệnh ở trên thận, tim gan tỳ phế thận của mình nó cũng sinh ra từ những cái tâm bất thiện, hận thù oán trái, hay là mình phiền não bực bội nhiều, nó cũng sinh ra những cái bệnh ở trong nội tạng. Thì cái người hành thiền nó sẽ một thời gian sau thì cái tâm nó rất là thoải mái, thì nó sẽ hết được những cái bệnh do tâm sinh. Và những cái người nào bị mà hay bị trầm cảm, mà nếu như mà mình mà tập thiền thì cái người đấy sẽ không bao giờ bị trầm cảm. Nếu người tập thiền đúng cách nhé, thì mình sẽ giải tỏa được hết tất cả những căng thẳng, những cái khó chịu ở trong cuộc sống. Vậy thì nó sẽ đoạn trừ được những bệnh do tâm sinh. Và khi ngồi thiền, nếu như mình ngồi lâu thì cơ thể của mình nó sẽ nóng rực lên. Nó nóng lên, và cái lúc đấy nó nóng nó sẽ làm cho thân tâm nó rất là mềm mại. Và lúc đấy nó quân bình được cái tứ đại ở trong người. Ở trong người mình nó có bốn đại, đó là đất, nước, lửa, gió. Thế thì nếu như mà một cái đại nào đấy nó trội lên thì nó lấn áp những cái đại khác và nó sẽ sinh ra bệnh. Ví dụ như khi mà cái người mình cảm thấy nó nặng nề thì lúc đấy là do địa đại nó trội quá. Và lúc đấy mình cảm thấy nó đau nhức, nó nhức mỏi và nó uể oải, mình chỉ muốn đi nằm và không muốn nhúc nhích gì nữa. Thì đấy là do nó bị mất quân bình ở trong cơ thể mình, địa đại nó trội quá. Có những cái khi phong đại của mình nó trội quá. Một cái người mà bị phong đại giống như mình bị trúng gió, hay là cái người mà cái phong đại nó mạnh quá, đôi khi người ta rất là tăng động, người ta thích năng xăng và người ta không có muốn định tĩnh, thì nó lại ngược lại, cái phong đại nó mạnh quá nó cũng hay sinh ra bệnh. Một cái có những người thì thủy đại nó mạnh quá, ví dụ cái nước ở trong cái người mình nó thừa nó nhiều quá thì nó cũng làm cho mình bị khó chịu, bị phù nề. Hay là có những người thì hỏa đại mạnh quá thì mình sẽ bị sốt đấy, mình sẽ bị nóng bức ở trong người. Thì khi hành thiền thì thường thường mà cái công phu của mình mà ngồi tốt thì thân tâm mình nó mềm mại ra, thì lúc đấy nó sẽ điều tự cái bốn đại nó tự động nó điều chỉnh được. Vậy thì nó sẽ làm cho mình bớt được những cái bệnh do thời tiết sinh, cái bệnh do vật thực, do cái thức ăn của nó sinh ra. Thì khi mà mình ngồi thiền thì nó cũng ức chế được, nó cũng đốt cháy rất là nhiều những cái năng lượng và nó cũng giảm bớt được những cái bệnh đó. Còn có một cái loại bệnh đó là do nghiệp sinh. Cái bệnh mà do nghiệp sinh, tức là những cái nghiệp ác nghiệp ở quá khứ của mình mà nó trổ quả, thì những cái bệnh đấy thì nó mà mạnh quá thì cái pháp ngồi thiền cũng không đối trị được. Mà những cái thuốc thang ở ngoài đời cũng mình cũng chỉ trị được một phần nào đấy thôi. Cho nên là có những người có rất nhiều bệnh, khi mà người ta cứ chữa xong bệnh này thì nó lại sinh ra bệnh khác. Đó là do cái nghiệp ở quá khứ. Nghiệp quá khứ của cái người đấy tạo những cái ác nghiệp về sát sinh,
rất là lớn, rất là nhiều, cho nên bây giờ cái nghiệp ấy nó cứ trổ liên tục, thì cái người đấy cũng cũng không không tránh khỏi được. Vì vậy cho nên là có những người hành thiền nó vẫn có bệnh, chứ không phải là không. Cái bệnh đấy là do cái nghiệp ở quá khứ, nhưng mà cái người đấy sẽ tránh được những bệnh do tâm sinh, do thời tiết và do vật thực, thì ngồi thiền nó sẽ bớt được cái bệnh đấy. Thì ngồi pháp hành thiền nó có lợi ích cả về thân như vậy, tức là thân của mình nó cũng rất là khỏe mạnh. Mà nhưng mà Đức Phật không chú trọng, không bao giờ tán thán cái việc là hành thiền để có cái sức khỏe tốt, mà Đức Phật chỉ chú trọng là hành thiền để có trí tuệ tốt. Đấy, Đức Phật chỉ có tập trung là hướng vào cái để phát triển tâm linh và phát triển trí tuệ, chứ không chú trọng là phát triển cái thân khỏe mạnh. Vậy nên là khi mà hành thiền thì cái trí của người đó, cái tâm linh của người đó sẽ mỗi ngày mỗi phát triển hơn. Người đấy sẽ dần dần mình biết cách làm chủ cái tâm của mình. Thì khi mà thực hành cái thiền hơi thở này nó tốt, nó sung mãn rồi, thì mình có thể chú tâm ở trên đấy 1, 2, 3 tiếng. Mà nó sinh ra hỉ ra lạc như vậy, mình sẽ thấy trước mặt mình nó có ánh sáng nó xuất hiện. Mà cái ánh sáng này nó là cái gì đâu? Ánh sáng này chính là cái tâm của mình. Và cái lúc đấy thì mình sẽ thấy được là cái ánh sáng của mình có lúc nó xa, có lúc nó gần. Và nó có rất nhiều cái hình tướng khác nhau. Lúc ấy mình cứ nghĩ đến cái gì thì tự nhiên mình sẽ thấy cái hình dáng của cái suy nghĩ nó hiện ra trong cái ánh sáng. Cho nên là khi mà một cái người hành thiền tốt, mình sẽ thấy có ánh sáng đấy. Và có người nhìn cái ánh sáng nó giống như bông hoa. Có người nhìn vào ánh sáng mình thấy nó giống như những lâu đài. Có người nhìn vào ánh sáng ấy giống như những ngôi sao, hay là mặt trăng hay mặt trời. Hay là có người nhìn vào cái ánh sáng ấy thấy nó giống như những cái cảnh giới rất là xa lạ ở các cõi chư thiên, các cõi trời. Nhưng mà thực ra đấy chỉ là cái tâm mình nó tưởng ra cái gì thì nó sinh ra cái hình dáng của cái đó. Và cũng là cái ánh sáng đấy, mình đưa cái tâm đến đâu thì nó sẽ sáng đến đấy. Nên là cái ánh sáng ấy nó có thể mở rộng ra khắp không gian. Nó có thể mở rộng ra đến những cái không gian còn rộng lớn hơn cái thế giới này. Cái ánh sáng đấy có thể mở đến các cõi địa ngục, có thể mở đến các cõi trời. Đôi khi là vậy, cho nên là cái người nào mà tu tập mà thật là thuần thục, mà có cái mức định sâu rồi, thì cái người đấy, những cái vị đấy có thể thấy được cả chúng sinh ở cõi địa ngục, cũng là nhờ có cái ánh sáng, cái tâm nó sáng lên mà nó thấy những cái mà mắt thường không thấy được. Chứ bình thường ấy, cái mắt thường của mình thấy rất hạn chế, cho nên là những cái chi kiến, những cái nhận thức của con người ở trên thế gian nó rất là hạn chế. Nó không có được cái sự nhận thức, nó không có như thời ngày xưa, mà còn có những cái bậc tu tập về tâm linh, người ta thấy những cái cảnh giới khác nhau. Cho nên là trong kinh Đức Phật nói rất là nhiều các cái cõi sống, cõi địa ngục, có cõi thiên giới, có. Nhưng mà chỉ có những cái người mà có sự tu tập thì người ta thấy được cái điều đấy, người ta tin tưởng tuyệt đối có điều đấy. Nhưng những cái người mình không tu tập về tâm, mình không bao giờ thấy điều đấy, cho nên có người tin và có người không tin, có người hoài nghi. Thế bây giờ mình muốn biết nó có thật hay không thì mình phải tu tập về tâm, tức là mình phải hành thiền. Khi hành thiền thì cái trí tuệ nó sẽ sáng lên, cái tâm của mình nó sáng lên như vậy, bởi vì nó bớt đi những cái cấu uế phiền não, nó bớt đi cái phiền não tham sân si, mà nó trở thành vô tham, vô sân, vô si. Thì cái tâm nó có định tĩnh, cái tâm có định tĩnh nó tỏa sáng là như vậy. Nó giống như là cái ánh sáng của bóng điện này. Cái tâm của mình lúc ấy nó sáng thì nó cũng như thế. Như là khi mà mình có cái bóng điện mình soi vào đâu mình nhìn thấy là, thì cái lúc cái người mà thực hành tu tập về tâm, khi mà nó sáng lên rồi mình cũng sẽ thấy những cái điều đó. Thì Đức Phật gọi là những cái sự tu tập đấy mình mới thành tựu được những cái, từ cái sự tu tập nó phát triển được tâm linh, nó phát triển được trí tuệ là vậy. Và những cái đấy được gọi là thắng trí, những cái trí tuệ thù thắng. Và những cái trí tuệ thù thắng này thì mình có học bao nhiêu cũng không bao giờ mình có được. Bao nhiêu những cái kiến thức ở thế gian mình có tiếp thu vào trong đầu, mình không bao giờ thấy được những cái sự thật như vậy. Mà chỉ có cái sự tu tập nội tâm mình mới thấy được những cái, rất nhiều những cái sự thật còn bí ẩn ở đằng sau mình, mà ở ngay trong cuộc sống của mình. Vậy thì mình sẽ hiểu được về thân và về tâm. Cho nên tất cả những cái, ngay cả khi mà thời xưa mà Đức Phật chưa ra đời thì vẫn có những cái bậc người ta tu thiền, đắc được những cái mức thiền định, và người ta vẫn thấy được các cõi địa ngục, các cõi thiên giới, vẫn thấy được bình thường.
Và những cái người mà tu tập về thiền định đấy thì ở cái mức độ mà thâm sâu nữa thì người ta có thể thấy được những kiếp sống quá khứ của họ. Họ có thể thấy được là kiếp trước mình sinh ở đâu, và một kiếp, hai kiếp, 10 kiếp, 20 kiếp, 100, 1000 kiếp, rất nhiều kiếp về quá khứ. Và cái năng lực về về tâm linh người ta thấy như thế, người ta tin à nó có kiếp trước. Sau khi chết ở đấy mình đã sinh về đâu? Đã chết ở cái kiếp trước mình sinh về cõi này, chết ở cõi này mình sinh về cõi sau. Vậy cho nên là cái người đấy người ta thấy có cái niềm tin tuyệt đối là nó có kiếp trước, có kiếp sau. Nhưng mà những người không tu tập về tâm linh người ta không tin. Mà người có tu tập về tâm linh thì người ta có tin là như vậy, nó có đời trước, có đời sau. Đấy, nó có cái cõi này, nó có cái cõi khác. Những cái điều đó là phải tu tập như vậy. Nhưng mà cái thời trước Đức Phật ấy, thì vẫn có những cái vị ẩn sĩ người ta tu ở trong rừng. Người ta thấy được những đời trước, đời sau, người ta thấy được những kiếp trước, kiếp sau. Người ta tu, thậm chí người ta có những cái năng lực thần thông, người ta vẫn có thể bay trên hư không là chuyện bình thường. Người ta có thể bay lên các cõi trời được. Thì cái điều đấy cũng có. Nhưng mà trước cái thời Đức Phật không có ai có cái có thể dẫn được một cái con đường này, đi đến Niết Bàn, giải thoát luân hồi sinh tử. Đấy. Tức là nếu trước khi Đức Phật chưa ra đời thì người ta vẫn tu được như vậy, nhưng người ta không biết cách là làm sao để đoạn trừ được hết cái phiền não này và để chấm dứt cái dòng luân hồi sinh tử này. Và khi Đức Phật ra đời thì Đức Phật, khi mà Đức Phật tu đắc đạo rồi thì Đức Phật mới mới dạy thêm được một cái pháp nữa, đó là có cái sự tu tập về tâm linh, nhưng mà phát triển cái trí tuệ giác ngộ, đoạn trừ cái phiền não tham sân si để chứng ngộ được Niết Bàn, giải thoát khỏi cái vòng luân hồi này. Bởi vì khi mà một cái người đấy, dù mình có tu đắc những cái năng lực đấy, nhưng mà đến lúc chết nó mất hết, nó không còn rồi. Và cái vị đấy chỉ còn được một cái thiện tâm đấy và sinh về những cái cõi phạm thiên, đời sống rất là cao, và sau khi chết ở cõi đấy vẫn luân hồi sinh tử. Thì lúc này cái mục đích của Đức Phật là phải dạy cho một cái người, là tất cả những cái chúng sinh này, là phải đi đến một cái bước cuối cùng, đó là thoát ra khỏi cái vòng luân hồi này, tức là phải giải thoát hết tất cả các cõi sống. Tức là nếu, bởi vì là trong vòng luân hồi mình đã từng sinh về rất nhiều cõi rồi, ở cõi, các cõi khổ đau mình cũng đã sinh rồi, cõi người cũng đã sinh đến rồi, các cõi chư thiên phạm thiên mình cũng đã từng sinh và sinh rất nhiều lần ở trong luân hồi rồi. Và bây giờ mình phải có một cái ước muốn, đó là giải thoát khỏi cái vòng luân hồi sinh tử, đi đến Niết Bàn giải thoát nữa. Thì cho nên là cần phải phát triển cái trí tuệ, cần phải phát triển cái trí tuệ giác ngộ. Vậy nên là đầu tiên là cũng phải thực hành thiền cho nó định, nó sâu. Sau khi mà thực hành thiền thì định nó thâm sâu rồi thì cái vị đó sẽ muốn giải thoát khỏi cái luân hồi ấy, thì vị đó cần có cái tác ý tại sao nó có cái luân hồi sinh tử này, tại sao mình có cái già bệnh chết này. Thì lúc đấy tìm ra cái nguyên nhân là do mình có tái sinh thì nó mới có già bệnh chết. Mình tìm lại cái nguyên nhân tại sao mình có tái sinh thì lúc đấy sẽ thấy nó có cái nghiệp ở trong quá khứ nó khiến cho một người tái sinh. Mà tại sao có cái nghiệp hữu đấy là do mình có những cái phiền não này, chấp. Ví dụ như mình chấp là đây là thân của tôi, đây là cái cảm thọ vui buồn của tôi, đây là tư tưởng của tôi, đây là nhận thức của tôi. Tức là có người thì chấp về cái sắc, có người thì chấp về cái cảm thọ vui buồn, có người thì chấp về cái tư tưởng, có người thì chấp về cái hành động, tức là chấp thủ và đây là hành động của tôi, đây là việc làm tôi làm được cái này cái kia, đấy là chấp hành. Có người thì chấp về cái nhận thức, đây là cái nhận thức của tôi, đây là cái sự hiểu biết của tôi. Tức là mỗi người có một cái tôi, nhưng cái tôi của mỗi người nó lại hướng về một cái khác nhau. Có người thì đây là cái thân của tôi đẹp xấu này, để bắt đầu so sánh là cái thân mình với thân người khác. Có người thì chấp về cái vui buồn của mình, xong là có cái tôi ở trong đó. Thế thì tất cả những cái đấy gọi là chấp thủ. Thì do mình có cái nguyên nhân là chấp thủ nó mới để lại cái nghiệp để cho mình đi tái sinh. Bởi mình còn, đấy là do mình còn ước muốn, còn chấp vào cái thân tâm này là của tôi. Thì khi nào mình phá vỡ được cái tư tưởng đấy thì nó mới giải thoát. Vậy tại sao lại có cái chấp thủ là do mình có cái tham ái, nên mình tham ái cái thân mà. Tại sao mình lại có tham ái? Bởi vì mình có những cái cảm thọ. Cảm thọ tức là có những cái sự cảm thọ là mình ưa những cái lạc và mình sợ những cái khổ. Đấy là những cái cảm thọ, thọ khổ, thọ lạc. Tại sao lại có cảm thọ?
Nó là do mình có 6 căn tiếp xúc với 6 trần. Mình có 6 căn để tiếp xúc với 6 trần, nó sinh ra những cái tham ái. Tại sao mình có 6 căn với 6 trần? Là do mình có thân và có tâm. Tại sao lại có thân và có tâm này? Là do mình có cái thức. Cái thức nó đi tái sinh. Và tại sao mình lại có cái thức ấy, nó đi tái sinh? Đó là cái thức mà là do là cái nghiệp ấy. Là do mình có những cái hành động tạo nghiệp. Tức là mình có những cái thân của mình tạo nghiệp, khẩu mình tạo nghiệp, ý mình tạo nghiệp. Khi mình tạo nghiệp ác thì nó đi xuống cõi khổ đau. Khi tạo nghiệp lành thì nó đi lên cõi an vui. Mà tại sao mình lại có những cái hành động tạo nghiệp? Là do mình có vô minh, tức là có sự hiểu sai. Vậy thì cái vấn đề nó chỉ là ở trên đời con người ta bị cái hiểu sai sự thật, tức là không thấy sự thật, không biết sự thật, cho nên là mình bị hiểu sai rất là nhiều. Từ cái hiểu sai nó dẫn đến cái vòng luân hồi tái sinh từ đời này sang đời khác. Vậy thì bây giờ chỉ cần nói là, hãy hiểu đúng. Chỉ cần có nhận thức đúng, có sự hiểu biết đúng, có cái sự giác ngộ, có cái sự thấy và biết đúng. Thì cái thấy và biết đúng này là trí tuệ. Vậy thì cái sự tu tập là chỉ cần phát triển trí tuệ là sẽ đoạn trừ được hết tất cả những cái vòng luân hồi sinh tử, cái khổ đau này. Phát triển trí tuệ bằng cái cách là phải hành thiền cho nó định nó sâu. Sau khi hành thiền nó định nó sâu rồi, bắt đầu mình mới thấy ra các cái sự thật. Ví dụ cái thân này, thấy ra sự thật nó là đất nước lửa gió, thì vị đó cần phải phân tích, cần phải thực hành cái thiền tứ đại để thấy cái thân này là đất, là nước, là lửa, là gió. Vậy thì lúc nào mình muốn cho cái trí tuệ của mình nó mạnh thì lúc nào mình nghĩ đến cái thân của mình đừng nghĩ là đây là thân tôi, mà mình nghĩ là đây là đất, là nước, là lửa, là gió. Lúc ấy là có trí tuệ nó sinh khởi, và lúc đấy vô minh nó sẽ được diệt trừ, si mê được diệt trừ. Lúc nào mình soi gương hay mình chăm sóc cho cái thân của mình thì mình cũng phải biết rằng là cái thân của mình nó có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận. Những cái đấy là đất. Ở trong cái thân này nó có nước mắt, nước mũi, nước miếng, nước khớp xương, nước tiểu. Cái đấy là nước. Máu, ví dụ mật đàm, mủ, máu, mồ hôi, nước mắt, nước mũi, nước khớp xương, nước tiểu. Nhưng khi mình phân tích nó thì đấy nó là nước. Nó cũng giống như cái đất, nó cũng giống như đất bên ngoài, nước nó cũng giống như nước bên ngoài. Cái thân của mình nó có lửa là cái nhiệt độ nóng lạnh. Nó có gió là những cái gió của hơi thở vào ra, gió ở trong bụng, gió ở trong ruột, gió nó đẩy đưa chân tay của mình ở tứ chi đấy. Trong thân nó có bốn đại như vậy. Vậy thì một người nào mình cứ có cái ý thức như vậy thì lúc ấy là có trí tuệ. Đấy gọi là nhờ cái trí tuệ để hiểu ra cái sự thật. Vậy thì lúc đấy mình thường thường cứ quán như vậy thì cái sự chấp trước về cái thân này nó yếu dần đi, và cái sự hiểu biết nó sẽ mạnh đi, gọi là cái trí tuệ hiểu đúng. Còn những người không hiểu đúng thì chấp thân đẹp, thân xấu thì là chăm sóc cho cái bản thân. Đấy là một cái cách mà để phát triển về trí tuệ. Nhưng mà khi mà mình chưa có trí tuệ, chưa cái tâm mà nó chưa được tu tập ấy, mình cứ quán xuông như vậy nó không có giá trị nhiều. Nhưng mà nếu như mà một cái người mà có tu hành thiền, nó đắc định rồi, định nó sâu rồi, mình dùng cái ánh sáng của trí tuệ mình soi vào trong thân, thì cái ánh sáng ấy nó sẽ nhìn thấy tóc, nó nhìn thấy từ chân tóc đến ngọn tóc, lông móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, lá mách, phổi, phổi, tất cả những cái đấy mình sẽ nhìn thấy bằng cái ánh sáng của cái thiện tâm định ấy. Thì nó mới thấy, nó mới kinh cả, nó có thể thấy được cả những cái con vi trùng, giòi bọ, nó sống ở ngự trị ở trên thân, trên tóc của mình rất nhiều những cái con vi khuẩn, rất nhiều những cái con vi trùng, những cái con sâu bọ. Trên nông, trên móng, trên răng, trên da, trên thịt, trên gân, trên xương, trên tủy, trên thận, tim, gan, lá lách, phổi, ruột mạc, tất cả những cái đấy nó đều có những cái con sâu bọ, nó đều có những cái con vi trùng nữa trên đấy. Nhưng mà bằng cái con mắt thường mình không thấy. Bây giờ cái kỹ thuật về hiện đại người ta vẫn soi ra được, về y học người ta cũng soi ra được, nhưng cái tâm định cũng soi ra được. Cái tâm định thì nó khi mà mình thấy được tất cả cái thân của mình nó có 84.000 loài vi trùng khác nhau, đầy rẫy ở trên thân thể, thì cái lúc đấy là cái sự tham ái yêu thân nó sẽ bớt đi. Và đấy là cái trí tuệ thấy là được sự thật là như vậy đấy. Do thực hành thiền định thấy ra như thế, thấy nó mới kinh cả. Nhưng mà đấy là sự hiểu về thân nó chỉ là một phần, còn sự hiểu về tâm nó còn cao hơn. Nên người ta chấp, có người thì chấp về thân, thì khi cái trí mà quán về thân thì nó sẽ hiểu ra về thân, thì sẽ thấy thân bất tịnh. Nhưng mà cũng cái sự thực hành thiền đấy, người ta sẽ hiểu ra về tâm,
về các cái trạng thái của tâm, tâm nó sinh lên nó diệt đi liên tục. Về tất cả những cái trạng thái tâm của con người, nó không có phải là cái linh hồn nó ở trong con người. Ví dụ cái người mà người ta tà kiến, người ta nghĩ là trong cái thân này nó có cái linh hồn, đến khi chết cái linh hồn ấy đi ra khỏi xác thân, giống như một con ma. Xong rồi người ta cứ quan niệm như vậy, cho nên người ta cứ nghĩ là mình chết sẽ có cái con ma nó tồn tại ở đâu đấy. Thì cái đấy là sai đấy, mà nó chỉ là những cái dòng tâm, nó giống như là cái dòng điện âm dương ấy, nó đấy lại với nhau thì nó sẽ tỏa lên cái ánh sáng thôi. Thì cũng như vậy, cái tâm của mình ấy, khi nó ở các căn, khi mình mở ra mình nhìn những cảnh trần thì nó sinh lên tâm thôi, khi mình đóng lại thì nó không sinh. Nó khi cái người đấy phân tích hiểu đúng là về tâm và về thân, thì cái người đấy sẽ thấy ra được tâm nó cứ sinh lên, nó diệt đi, sinh lên, nó diệt liên tục, nó sinh và nó diệt liên tục như vậy, và nó diệt rất là nhanh. Cho nên người đấy mới hiểu ra được cái sự vô thường. Cho nên là cái tâm con người nó sẽ thay đổi rất là nhanh. Lúc này thì nó thế này, lúc khác thì nó là thế khác. Cho nên là mình sẽ thấy là cái tâm con người không có cố định. Lúc này thì nó có thể hiểu thế này, nhưng mà một lúc sau nó tiếp thu một cái tư tưởng khác, nó sẽ có cái suy nghĩ khác, nó có cái sự nhận thức, có cái sự hiểu biết khác. Lúc này nó tin vào cái này, nhưng lúc khác nó lại tin vào cái khác. Lúc này nó có cái sự nhận thức, ở mỗi cái độ tuổi nó có cái nhận thức khác nhau, nó sẽ thay đổi liên tục. Mỗi một cái người sẽ gặp những cái môi trường khác nhau, gặp những cái tư tưởng khác nhau, gặp những cái học thức khác nhau, và cái tâm lý nó sẽ thay đổi liên tục. Vậy cho nên là cái tâm nó vô thường là do nó thay đổi và nó sinh diệt liên tục. Vậy thì cái người đấy chỉ cần hiểu ra được về thân và hiểu ra được về tâm, thấy ra thân và tâm nó đều có một cái tính, đó là vô thường, là khổ, là vô ngã. Vậy thì không có cái ta ở trong cái thân, cũng không có cái ta ở trong cái tâm. Vậy thì cái người đấy là người có trí tuệ cao nhất. Và những cái trí tuệ đấy mình suy luận thì nó không bao giờ đạt được. Và nếu như mà mình chỉ học rồi mình dùng cái trí để suy luận thì không đạt được, mà phải bằng cái sự tu tập và quán sát. Bằng sự tu tập quán sát thì mới thấy được. Thì những cái lúc mà tu tập cho nó đắc định thì mình dùng cái ánh sáng của định, mình soi được vào thân, mình hiểu ra đúng về thân. Rồi cũng cái ánh sáng của định đấy mình bắt đầu mới đi soi được các cái tâm nó sinh lên như thế nào, nó sinh khởi và nó diệt như thế nào, thì mình mới hiểu được cái sự vô thường và khổ và vô ngã của cái thân tâm này. Thì cái đấy là cái trí tuệ cao nhất, là khi là mình hiểu ra được mọi thứ là vô thường, cái gì nó sinh lên nó cũng phải diệt đi. Đấy là một cái dạng trí tuệ. Khi là mình hiểu ra được là nếu như còn sinh còn diệt là còn khổ, đấy là một cái mức độ trí tuệ. Và khi nào mình hiểu ra là mọi cái nó không có tự ngã của nó, mà nó luôn chỉ là những cái nhân duyên nó hòa hợp. Khi mà một cái người quán được cái sự vô ngã rồi, mình thấy cái gì nó cũng không có cái tự ngã. Ví dụ như mình nhìn vào những cái cây cột, thì lúc đấy mình quán một cái người, mình sẽ quán ra là cái cây không phải là cái cây. Bởi vì nó làm sao? Bởi vì là nó chỉ là cái sự nhân duyên nó hòa hợp. Bởi vì nó chỉ là cái hạt giống để nó mọc lên, để nó hấp thụ những cái đất này, cái dinh dưỡng ở đất, ở nước, ở lửa, ở gió. Cho nên trong cái cây nó chỉ có tứ đại: đất, nước, lửa, gió. Vậy thì mình phân tích nó ra và thấy là cái hình tướng của nó chẳng qua nó chỉ là giả tạm, giống như một cái bức tranh. Mình dùng những cái mực mà mình có thể vẽ lên thành những cái hình dáng khác nhau, đầy đủ tất cả những cái ảnh ở trong đấy, nhưng nó là giả, nó không phải là thật. Khi mình đốt đi cái nó cháy thành than và nó không thật. Thì tất cả những cái cảnh tượng ở trên cuộc đời này nó cũng thế, nó cũng giả tạm như vậy. Chẳng qua là nó có nhân duyên, nó hòa hợp, nó lúc thì nó thành hình dáng này, lúc thì nó thành hình dáng khác. Hôm nay nó là cái cây, nhưng mai nó là những cái đồ đạc ở trong nhà. Cũng vậy, núi, sông, nhà, cửa. Cũng vậy, tất cả những cái vật dụng, dù là vàng, bạc, hay là tất cả những cái gì mình yêu hay là những cái gì mình ghét, thì mình luôn cũng có thể quán được như vậy. Thì cái người có cái trí tuệ như vậy thì nó sẽ diệt đi được cái yêu và cái ghét. Nên là mình thấy trên cuộc đời không có cái gì đáng yêu, cũng không có cái gì đáng ghét. Thì khi mà đạt đến một cái trí tuệ cao nhất, đó là một cái trí tuệ nó tự tại như vậy. Ví dụ như một bậc A-la-hán thì tuyệt đối cái vị đấy đoạn trừ được hết phiền não rồi, thì trong tâm mình nó không bao giờ còn yêu và ghét nữa, không còn thấy một cái gì, một hữu tình hay là một cái vật vô tình gì đáng yêu,
cũng không còn một cái vật hữu tình hay một cái vật vô tình gì đáng ghét. Và cái vị đấy không có người yêu, cũng không có kẻ thù, không có ai, là cái sự đấy gọi là cái sự giải thoát nhất. Thì cái sự tu hàng ngày, cái sự tu tập của mình về về trí tuệ vậy, mình có cái sự nhận thức đúng và tư duy theo cái sự nhận thức đúng đấy, nó cũng làm tăng trưởng trí tuệ. Có thể là mình chưa thể nào chứng đắc được những cái mức tâm linh cao mà có thể có cái trí tuệ để quán được những cái điều đó, nhưng mình chỉ cần có cái ý thức như vậy thôi. Mình có cái ý thức nhận biết về sự thật, đó là mình có những cái kiếp trước, có kiếp sau, có những cái nhân quả, tức là có những cái nhân, những cái hành động thiện thì nó để lại cái quả an vui, cái hành động ác để lại quả khổ đau. Mình có cái ý thức nhận đức, nhận thức đúng như thế rồi, mình thận trọng trên mọi cái hành động của mình, thận trọng trên mọi hành động, mình tránh những cái việc mà nó mình tạo ra những cái ác nghiệp thì sau này mình sẽ bị những cái quả báo khổ đau. Mình tránh đi và mình tích cực làm, tạo ra những cái thiện nghiệp nhiều hơn. Đấy là cũng là cái sự nhận thức đúng của mình. Sau đó thì hàng ngày quan trọng nhất là mình tu tập để cho cái tâm nó tự tại, cho nó thanh tịnh ra. Hàng ngày, mỗi ngày mình có một cái thời thiền, hai thời thiền, và mình chú tâm vào hơi thở để cho cái tâm nó định tĩnh, cho cái tâm nó bớt tán loạn. Khi hôm nào mình có được cái tâm định tĩnh thì cái hôm đấy nó cũng bớt đi những cái phiền não, thì cái tâm hôm đấy nó cũng thanh tịnh, nó sáng suốt hơn, trong mọi cái việc làm nó sẽ có cái hiệu quả hơn. Mà cái lúc đấy cái tâm của mình nó có cái trí tuệ hơn, nó có trí tuệ, nó có thể tác ý, tức là lúc ấy mình có thể tác ý, mình quán được mọi thứ, nó cũng bớt đi những cái phiền não. Ví dụ mình quán về cái sự vô thường, giả tạm ở trên cuộc đời này, quán về cái vô ngã, quán được như thế thì cái phiền não nó sẽ tăng trưởng lên, cái trí tuệ nó tăng trưởng lên, mà cái phiền não nó sẽ bớt dần đi. Thế thì cái người mà phải có cái hành thiền thì cái tâm định càng sâu thì cái trí tuệ quán sát ấy nó càng rõ ràng. Còn nếu như mà mình không hành thiền, mình muốn quán nhưng nó không rõ, mình có muốn quán về sự vô thường, giả tạm, về cái nhân duyên hay về cái pháp gì, mà cái tâm của mình định không có định tĩnh mà nó tán loạn thì mình quán nó không rõ ràng, thì trí tuệ nó không sinh khởi. Còn nếu như mà mình có cái tâm nó định tĩnh một chút, mình quán cái gì nó cũng rõ, thì cái tâm nó quán đấy thì càng ngày cái trí tuệ nó lại càng mạnh đi. Thế thì lúc đấy cái trí tuệ nó mạnh lên thì bắt đầu sẽ có được cái tâm an nhiên tự tại. An nhiên tự tại là dần dần mà gọi là bát phong mà suy bất động. Tức là một cái trong ai mà học Phật thì mình sẽ nghe cái câu nói như vậy. Dần dần tám cái gió lời nó không làm cho mình bị lay động nữa. Đó là sự được mất. Ví dụ mình có được cái gì mình không có quá thích thú, hay là mình mất cái gì mình không quá là ưu tư phiền não, hay là khen chê, hay là có những cái lúc mình thích, có những lúc bị suy, có những cái thế thì tất cả những cái sự gọi là được mất, khen chê, hơn thua, yêu ghét thì nó sẽ không còn tác động chi phối, là do mình có được cái tâm tự tại. Và cái tâm tự tại đấy là do mình có cái sự tu tập, mà hàng ngày tu tập thiền nhiều thì nó tự tại. Nhưng mà thực hành thiền nhiều một thời gian, bắt đầu mình sẽ cảm thấy nó sinh ra cái tâm đó là nó nhàm chán. Nó nhàm chán rồi đây. Cho nên là đôi khi có những người, người ta nói là đạo Phật, cái người nào tu tập một thời gian, cái người đấy giống như là chán đời. Nhưng mà chán ở đây nó là chán những cái gọi là bon chen ở cuộc đời. Cho nên là nhiều người mà hay đến cái trường thiền tu tập một thời gian rồi mà có kết quả rồi, thường thường cái người đấy sẽ không trở về cõi đời nữa mà đi tu luôn cũng có. Vì cái lúc đấy mà cái trí tuệ nó càng hiểu lên thì nó càng hiểu cái giả tạm của cuộc đời, nó càng thấy cuộc đời đầy những cái phiền não và khổ đau, và sẽ cảm nhận được đó. Cái con đường hành thiền đấy nó có một cái nội tâm nó rất là an vui, có một cái đời sống nội tâm ấy, mới là cái đời sống có cái sự an vui thật. Còn cái đời sống mà mình chạy theo những cái vui ở ngoại cảnh, ở bên ngoài, nó là cái vui giả, cái vui giả tạm ở bên ngoài. Cái vui thì ít mà khổ thì nhiều, mà cái sự nguy hiểm thì càng nhiều hơn. Còn cái đời sống ở trong nội tâm thì nó là cái vui thật mà nó cao thượng. Hành thiền một thời gian thì nó có cái sự hỉ lạc, mình bắt đầu cảm nhận thấy cái điều đó, nhận thấy cái niềm an vui đó. Và cái lúc đấy mình sẽ
cái người mà tu tập mà có được cái định rồi thì cái người đấy sẽ rất là muốn hành thiền. Hành thiền mà, cho nên là ở trường thiền thì các thiền sinh thường thường có thể hành một ngày 8 tiếng, 10 tiếng, 12 tiếng, người ta không chán. Đã ngồi thiền hoài hoài ở trong đấy nó không chán. Nhưng mà một cái người cứ chú trọng ở trong thiền định thì nó rất là an lạc như vậy, nhưng mà nó không đi đến giác ngộ được. Thế xong là ngồi thiền định chỉ dùng cái cho nó có đủ cái định, sau đó dùng cái định đấy bắt đầu phát triển về cái thiền quán. À, đó là quán sát về cái những cái sự thật, là quán sát về những cái gì vật chất, thì quán nó là tứ đại đất nước lửa gió. Còn tất cả quán những cái gì là thuộc về tinh thần như là thọ tưởng hành thức thì quán nó là vô thường, là giả tạm, nó có cái tính sinh diệt, để không chấp trước vào những cái nó thuộc về vật chất, cũng không chấp trước vào những cái nó thuộc về tinh thần, thì cái người đấy là gọi là giải thoát, không còn bị trói buộc bởi một cái gì nữa. Thì đấy là cái con đường thực hành thiền, là để đi phát triển về tâm linh là vậy. Đấy, cũng là cái con đường hành thiền để phát triển về cái trí tuệ. Thì đấy là cái cốt yếu của đạo Phật, là Đức Phật dạy như thế, là dạy cái pháp như vậy. Mình cần phải tu tập, mà cái sự tu tập này thì nó không ai giống ai. Có những cái người người ta để tu tập, người ta chỉ ngồi ngay ngày đầu tiên người ta đã đắc định được ngay. Có những người mà tu tập ngay trong ngày đầu tiên người ta tu tập, người ta cũng có thể giác ngộ được luôn điều đó. Nhưng mà cũng có người phải tu tập cả một tuần thì mới phát triển được về tâm linh và cái trí tuệ đó. Có những người tu tập cả tháng, có những người phải tu tập cả năm, có những người phải 10 năm, 20 năm, nhưng mà cũng có người phải tu tập đời này mà đời sau mới phát triển được. Nó tùy, không ai giống ai. Ví dụ như là những người nào ở trong kiếp trước mà đã từng tu tập rồi, đã từng thực hành thiền rồi, thì bây giờ hành nó giống như là cái sự ôn lại. Cho nên là có rất là nhiều người đến hành thiền ngay ngày đầu tiên người ta đã đắc thiền, nhưng mà cũng có người 10 năm không đắc. Thì nó không ai giống ai là như vậy. Mỗi người sẽ có cái nhân duyên khác nhau. Vậy thì cứ tu tập, nếu như cái mình tu tập mà nó chưa phát triển tâm linh ngay ở hiện tại thì nó cũng sẽ là cái nền tảng để mình phát triển tâm linh ở tương lai. Thế cho nên cái thời Đức Phật thì Đức Phật còn tại thế thì Đức Phật có thể giảng một bài pháp, nghe xong một bài pháp thì đã có hàng trăm hàng ngàn người đắc đạo ngay lập tức, chỉ cần nghe pháp mà đắc đạo, là bởi vì những người đấy ở trong quá khứ đã từng hành thiền rồi, đã hành thiền nó rất là chín mùi rồi, nhưng mà họ chưa đắc. Ở trong đời quá khứ họ đã hành thiền nhưng họ chưa đắc, thì đến cái đời tương lai mình có thể là chỉ hành thiền trong một thời gian rất là ngắn và nó đắc thiền. Bởi vì tất cả những cái sự thực hành thiền nó đều tạo ra những cái ba la mật để đi đến Niết Bàn giải thoát. Vì một người muốn đi đến Niết Bàn giải thoát như Đức Phật, vị đấy cần phải có cái ba la mật. Ba la mật có nghĩa là khi mình làm một cái gì đó mình cũng ước nguyện là cái việc này cầu mong cho con chứng ngộ Niết Bàn giải thoát khổ đau sinh tử, thì cái việc đấy nó trở thành ba la mật. Ví dụ như khi mình bố thí, mình nguyện là phước lành bố thí này nguyện cho con thành tựu được Niết Bàn, thì bắt đầu cái đấy nó thành bố thí ba la mật. Bố thí này sau này nó hỗ trợ cho mình chứng đắc Niết Bàn. Khi giữ giới, mình nguyện là giữ giới để thành tựu Niết Bàn, thì gọi là giữ giới ba la mật. Và ngoài ra nó còn có những cái pháp ba la mật như là tinh tấn ba la mật, từ tâm ba la mật, xả tâm ba la mật, chân thật ba la mật, quyết định ba la mật, trí tuệ ba la mật. Thì tất cả những cái pháp ba la mật đấy, tức là khi mình làm một cái gì đó mình cũng nguyện chứng đắc Niết Bàn, thì bắt đầu nó mới thành ba la mật. Thế thì cái thành tựu được ba la mật đấy là do cái sự tích lũy từ từ nhiều cái hành động và ở trong nhiều năm tháng và ở trong nhiều đời nhiều kiếp, thì tích lũy dần dần. Mỗi một ngày mình hành thiền là mình đã tích lũy được rất nhiều ba la mật ở trong đấy. Nhưng mà khi mình ngồi thiền thì nó sẽ có rất là nhiều những cái sự khó chịu về thân và về tâm, thì lúc ấy mình cần phải kham nhẫn, mình nhẫn nại, thì lúc ấy nó thì dần dần nó thành tựu ra cái hạnh nhẫn nại. Thế là ở trên đời mình sẽ có những cái người có cái lòng kham nhẫn lớn và cái người có cái lòng kham nhẫn nhỏ. Có những cái người mình chỉ cần gặp một cái gì đó khó chịu, một cái sự khó khăn là mình không có vượt qua được, vì cái người đấy là không có lòng kham nhẫn. Còn cái người mà có lòng kham nhẫn thì dù có khó khăn gian khổ vẫn vượt qua được. Mà cái lòng kham nhẫn đấy nó lớn là do mình có cái sự rèn luyện. Vậy cái người hành thiền nó sẽ thành tựu được một cái sự rèn luyện về cái sự chịu đựng.
chịu đựng cái sự khó chịu cả về thân và về tâm, thì sau này sẽ có được cái sức kham nhẫn và sẽ vượt qua được những cái khó khăn ở trong cuộc sống, là cũng là do mình tu tập ở cái tâm của mình. Và khi ngồi thiền cái thân nó khó chịu, mình vẫn phải nhẫn lại. Đôi khi nó rất là đau đớn, nhức mỏi, mình nhẫn lại. Cái tâm nó rất là muốn lăng xăng, tức là nó muốn nghĩ những cái điều mà nó thích. Nhưng mà lúc đấy mình phải kham nhẫn lại, mình không cho nó chạy theo cái ý thích của nó. Mình giữ nó lại. Thì lúc ấy nó thành tựu cái sự kham nhẫn lại. Khi mà cũng cái sự khi mà mình ngồi thiền như vậy, nó sẽ thành tựu cho mình có được cái gọi là cái tinh tấn. Cái tinh tấn là mình cố gắng, tức là luôn luôn phải cố gắng. Thì trong lúc ngồi thiền, cái thân của mình nó rất là một lúc nó sẽ mệt mỏi, thì lúc ấy mình phải cố gắng ngồi. Tức là do mình luôn luôn nhắc nhở mình có cái sự cố gắng như vậy, thì nó đã thành tựu ra cái sức gọi là tinh tấn. Tinh tấn về thân mà về tâm, vì cái tâm của mình nó chú trên hơi thở, mà đến khi nó mệt nó rất là muốn buông ra và nó muốn tự do thoải mái, thì cái lúc đấy mình phải nhắc nhở cái tâm là luôn luôn phải cố gắng. Thì cái cố gắng đấy nó là tinh tấn, và cái đấy nó cũng là tinh tấn ba la mật. Khi hành thiền thì nó sẽ thành tựu được cả cái quyết định, tức là có những cái khi mà mình bắt đầu ngồi thiền mình phải có cái sự chuẩn bị, đó là ví dụ như mình nhìn vào cái đồng hồ mình biết bây giờ là mấy giờ, và mình sẽ quyết định ngồi 1 tiếng hay 2 tiếng. Thì khi mà chưa hết cái giờ thì mình nhất định không có buông, không có xả. Thì do cái sự tập như vậy thì dần dần nó thành tựu được cái quyết định. Thì lâu ngày cái tâm của mình gọi là quyết đoán hay là quyết định, nó sẽ dần dần nó sẽ mạnh lên. Thì cái đấy sau này nó cũng sẽ trở thành cái bản tính của mình. Có những người ở trên đời rất là hay do dự, không có cái quyết định, thì cái người đấy sẽ làm ngay cả trong công việc làm ăn mà với một cái người mà không có cái quyết đoán, không có cái quyết định nó cũng khó khăn. Nhưng mà có những người người ta có quyết đoán, có quyết định thì người ta những người đấy sẽ trở thành những người lãnh đạo được. Còn những người mà do dự rụt rè, làm cái gì cũng phải hỏi ý kiến người khác, tức là cái người đấy không có quyết đoán, không có quyết định thì sẽ không làm được cái gì cả. Mà cái đức tính đấy nó cũng thành tựu được do một cái người hành thiền, và nó rèn luyện và nó sẽ khởi lên ở trong tâm. Tức là những cái chủng tử của những cái tâm cao thượng nó đều thành tựu được ở trong những cái người hành thiền. Thì có những cái người đấy hành thiền nó phát triển về tâm linh là như vậy, và nó phát triển về cái tính cách là như vậy, và nó phát triển về cái trí tuệ là như vậy. Cho nên ở trên đời mỗi người có những cái mỗi một người thì có những cái mức độ về cái tâm linh khác nhau, nên là không ai giống ai. Thì bởi vì cái công phu tu tập hay là rèn luyện về cái đức tính của mỗi người khác nhau. Người nào mình rèn luyện mạnh thì những cái tâm linh và trí tuệ nó đạt đến cái mức độ cao, còn mình rèn luyện ít thì nó ở cái mức độ thấp. Còn những người nào mình không rèn luyện tâm linh trí tuệ thì càng ngày nó sẽ càng yếu đi. Và khi chết mà mình chết với một cái tâm có được rèn luyện như vậy, có trí tuệ như vậy, thì cái đời sống về tương lai nó sẽ cao, rất là cao thượng. Mình sẽ sinh về những cái cảnh giới rất là cao thượng. Còn nếu như cũng ở cái cõi người này mà những cái người mà không biết tu tập về tâm thì để cho cái tâm nó hạ nhiệt mà, thì thường những cái người đấy chết sẽ phải đọa xuống những cái cõi hạ nhiệt thấp kém, khổ đau. Cho nên là ai mình cũng có tâm, sống ở trên đời mình có cái tâm, mà cái tâm nó làm chủ hết cả ở hiện tại và tương lai của mình. Mình cần phải có cái sự tu tập về tâm. Cái sự tu tập về tâm đấy là hàng ngày mình hành thiền, tập dần dần. Mỗi ngày đầu tiên thì 30 phút được, thì dần dần tăng lên 1 tiếng. Sau đó lại tăng lên 2 tiếng, thì 3, 4 tiếng. Thì khi nào mà không còn bận rộn cái công việc thế gian nữa, mình có cái thời gian chuyên tu thì một ngày mình có thể ngồi 7, 8 tiếng. Thì lúc đấy chỉ khi nào chuyên tu ấy thì mình mới có thể phát triển cái tâm linh và trí tuệ đến cái mức tuyệt đối được. Còn cái lúc nào mình vẫn còn bận rộn với cái công việc thế gian thì cái mỗi ngày mình chỉ tập một chút thôi, tập một chút 1-2 tiếng, vì nó chỉ là tập sự. Thì cái người mà thực tập hàng ngày ấy, vẫn có thể đắc định, tức là nhưng mà ngồi thiền một ngày 1-2 tiếng mình vẫn đắc được những cái mức định ở cái mức bình thường, như là sát na định, cận hành định, mình vẫn thấy ánh sáng. Tức là cái người đấy mà ngồi thiền 1-2 tiếng một ngày, mình sẽ
Và một thời gian mà tu tập tốt, mình vẫn thấy cái ánh sáng nó xuất hiện. Nhưng mà nó cái mức đấy nó chỉ là cái mức gọi là tâm của mình nó thanh tịnh ra một cái mức tương đối, chứ nó chưa đạt đến mức thanh tịnh tuyệt đối được. Vì khi nào mình bỏ ra, mình xả thiền, mình đi làm các công việc, cái tâm nó lại bị sao lộng, nó lại có phiền não nó khởi lên. Và khi mình ngồi thiền thì nó thanh tịnh lại một chút, nhưng mà khi xả thiền ra thì tâm nó lại dao động trở lại. Cho nên nó không thanh tịnh tuyệt đối, tức là cái người đấy không thể đắc các cái mức thiền cao, không thể thành tựu được những cái mức như là thắng trí, không thể thành tựu được những cái mức như là thì trí tuệ để thấy được những cái pháp sâu sắc. Nhưng mà nó sẽ tạo ra được rất là nhiều những cái nhân lành, tức là những cái phước lành. Những cái phước lành thì vẫn có, mỗi một thời ngồi thiền là một thời mình tạo phước. Mình ngồi một tiếng thì là một tiếng đấy là tạo phước, chứ không phải là mình cứ đi làm phước mới là tạo phước. Mà cái phước nó tạo ra từ thân mình có thể tạo ra phước, từ khẩu tạo ra phước, và từ ý nó cũng tạo ra những cái phước nghiệp. Thì khi mình ngồi thiền như vậy nó cũng có rất là nhiều những cái công đức. Và khi mà mình có những cái công đức, bắt đầu mình ước muốn cái gì thì nó sẽ thành tựu. Ví dụ như là có những người mình, khi mà mình ước muốn một cái điều gì đó cao thượng, mình có thể là đi bố thí cúng dường lên Đức Phật Pháp Tăng ấy. Mình ước muốn, ví dụ ước muốn là kiếp sau mình sinh về cõi trời, hay là chứng đắc niết bàn, hay là trở thành người có sắc đẹp trí tuệ. Đấy thì khi mình làm cái việc thiện đấy mình ước muốn được nhá. Nhưng mà khi mình tụng xong một bài kinh mình ước muốn được. Trong khi mình tụng một bài kinh nó cũng có những cái phước, và cái phước đấy mình ước muốn cũng được. Hoặc là khi mà mình phát tâm giữ giới, tức là mình giữ năm giới trong một ngày, hay hai ba ngày, hay một tuần, hay là nhiều ngày, thì mình ước nguyện là cái công đức giữ giới mình ước muộn, mình mong muốn một cái điều gì đó ở tương lai thì nó sẽ thành tựu ở tương lai. Tức là nó giống như là một cái người mình có tài sản, ví dụ trong túi mình có tiền, mình có tài sản, mình muốn cái gì thì mình sẽ mua được cái đó. Vậy nhưng mà có những cái mà tiền tài mình không mua được, ví dụ như tài sản vật chất mình không mua được những cái như ở tương lai mình muốn sinh về cõi trời, mình không có dùng cái tiền tài vật chất mình mua được, nhưng mà mình dùng cái phước của mình ước. Ví dụ như có những cái người ta sẽ ước muốn là được sinh về cõi thiên giới, nhưng cũng có người ta lại ước muốn là sinh trở lại làm người, và làm một cái người có trí tuệ, hay có địa vị, hay là có tài sản, hay có sắc đẹp, hay có danh tiếng ở thế gian này. Thì những cái người mình có cái ước muốn như vậy mà mình làm phước, mình ước muốn, thì nó giống như là cái lúc mình làm phước và ước muốn ấy là bắt đầu gieo một hạt giống. Nhưng mà nó phải trải qua một thời gian thì cái hạt giống ấy nó mới nảy mầm, bắt đầu nó mới thành một cái cây trưởng thành, bắt đầu nó mới ra hoa và nó mới kết trái. Cũng như vậy, không có cái gì mình mong cầu mà nó thành tựu ngay được. Khi mà mình mong cầu, mình phải có gieo nhân, và nó phải qua một cái thời gian để nó cho quả. Đấy gọi là nhân và quả là như thế. Nên là có những cái điều mình ước muốn ở đời này, nhưng mà đời sau nó mới thành tựu. Nhưng nó không phải là nó thành tựu ngay. Có những cái bây giờ nó thành tựu ở đời này là do mình đã từng ước muốn ở trong quá khứ. Ví dụ như là trong cái đời này mà có những cái người nào mà, ví dụ những cái người đi xuất gia như các sư chẳng hạn, thì bao giờ nó phải có cái ước muốn từ trong đời trước. Ví dụ trong đời trước đấy, những cái vị nào mà luôn luôn khi mình làm một cái việc gì cũng ước muốn là kiếp sau sinh ra cầu mong cho con được đi xuất gia, trở thành người tu, thì nó phải có cái nhân từ quá khứ là như vậy. Chứ không bao giờ một cái người đấy tự nhiên mà không có cái ước muốn. Không có ước muốn không bao giờ đời này đi xuất gia. Cho nên là những cái người nào, có những cái người mình muốn đi xuất gia đời này, có những người mình không thành tựu, nhưng mà cái ước muốn đấy nó có thể thành tựu ở trong đời sau cơ. Ví dụ như bây giờ mình muốn xuất gia thì mình phải phát nguyện khi mà lễ Phật, khi tụng kinh, hay là khi cúng dường, hay làm một cái phước thiện gì đó, mình cũng nguyện là kiếp sau mình sẽ trở thành người xuất gia, thì kiếp sau nó mới thành, chứ không phải là. Thì tất cả những cái khác cũng thế. Có những cái người mà người ta ước muốn được làm một cái vị vua, hay là một cái vị chủ tịch nước, hay là làm một cái vị tổng thống mà có cái địa vị ở trong xã hội, cũng như thế, người ta cũng phải gieo những cái nhân, có thể là một kiếp, có thể là nhiều kiếp, và người ta có cái ước muốn đấy. Ước muốn đấy thì cái người nào người ta tạo ra phước nhiều, và người ta có cái ước muốn mạnh,
thì cái ước muốn ấy đời sau người ta mới mới thành tựu được. Có rất là nhiều người như thế. Nhưng những cái người nào mà người ta có những cái thành công rất là đặc biệt ở trong 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 đời ấy, thì người ta thường thường người ta gieo những cái ước muốn và những cái nghiệp ấy từ trong quá khứ thì cái đời này người ta sẽ thành tựu. Vậy cho nên là cái đời này mình gieo những cái nhân gì, mình có cái ước muốn thì nó sẽ thành tựu đời sau. Ví dụ như là một cái vị, mình cứ ước muốn để thành một vị Phật thì cái vị đấy đã phải trải qua suốt một thời gian 4 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp. Tức là vị đó phải có một cái thời gian dài như vậy. Tức là để mà ước muốn thành Phật là phải trải qua thời gian lâu nhất, dài nhất và khó nhất. Suốt 4 A Tăng kỳ kiếp, 100.000 đại kiếp, làm rất nhiều những cái công đức. Và khi làm công đức luôn luôn nguyện là tương lai sẽ trở thành một vị Phật. Tương lai mong bằng tôi sẽ trở thành một vị Phật. Và cái vị đấy trải qua một thời gian dài như vậy thì thành Phật. Hay là thành một vị A-la-hán mà có thần thông đệ nhất, hay là có trí tuệ đệ nhất, thì cái vị đấy cũng phải có cái ước muốn và tạo những cái công đức trong suốt một A-tăng kỳ kiếp, 100.000 đại kiếp. Vậy cho nên là một cái người ước muốn để chứng được Niết Bàn thì cái vị đấy cũng phải có cái ước muốn và có cái sự tạo những cái công đức trong suốt cũng phải. Thì có những vị là 100.000 kiếp, có những vị phải trải qua cũng phải nhiều kiếp. Nói chung là những cái ước muốn càng lớn thì nó phải trải qua một thời gian càng lâu. Còn những cái ước muốn ví dụ như là bây giờ mình đang là người nữ, mình ước muốn chờ đợi kiếp sau mình trở thành người nam ấy, thì chỉ trong một kiếp này và kiếp sau nó thành ngay. Những cái ước muốn ấy rất là dễ. Ví dụ như là có những cái người không muốn làm thân nữ nữa, mình muốn làm thân nam, thì khi mình chỉ cần phát nguyện giữ năm giới, hay là mình làm một cái việc thiện gì đó bất kể, xong mình phát nguyện là mong rằng con sẽ buông xả cái thân nữ chuyển thành thân nam, vậy là nó thành tựu. Mà đến lúc nhớ là những cái ước nguyện này nó phải ghi nhớ đến lúc chết, cái lúc chết mà cái tâm của mình nó vẫn còn nhớ cái điều mà mình mong nguyện ấy, cái giờ phút cận tử của mình nó vẫn nhớ ấy, thì lúc đấy mới cái ước nguyện nó mới thành công. Còn nếu mà mình phát nguyện xong mình quên mất thì đến lúc chết nó chẳng nhớ nó, thì đến lúc chết nó không có đi theo cái ước nguyện đấy. Những cái ước nguyện gì mà nó mà mình ghi nhớ cho đến lúc chết, tức là vậy thì cái ước nguyện đấy nó phải được lập đi được lại nhiều lần và nó được ghi nhớ lâu dài thì nó sẽ thành tựu được. Thì tất cả những cái điều tốt đẹp ấy, thì mình đều có thể gieo, và mình vẫn, và khi mình tạo một cái thiện nghiệp hay mình làm một cái việc gì đó thì mình có một cái ước nguyện đi kèm, thì mình muốn thành tựu như thế nào thì mình có cái ước nguyện như vậy. Cho nên là gọi là thiện tâm hợp trí tuệ là vậy. Khi mà mình làm một cái việc thiện thì nó có cái trí tuệ là thế. Khi mình tụng kinh xong là người đấy sẽ có cái mong muốn luôn. Ví dụ như tụng xong một thời kinh, hay là lễ Phật, hay là cúng giảm, hay là ngồi thiền, hay là mình giữ giới, thì giữ năm giới đấy, thì nó cũng đi kèm với một cái ước nguyện. Ví dụ như là nếu như là cái người đấy là Phật tử và có hiểu Phật pháp, thì cái nguyện đầu tiên là cầu mong cho con chứng ngộ Niết Bàn. Cái này, nguyện này là nguyện đầu tiên. Những cái phước lành này của con là nguyện làm duyên thành tựu được Niết Bàn. Sau đó thì mới nguyện là những cái việc khác, như là những cái phước lành của con xin hồi hướng cái công đức, cái phước lành đấy cho những người thân bằng đã qua vãng, những cái người thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, và hồi hướng đến tất cả chúng sinh. Thì tất cả những cái ai mà mình mà hoan hỷ với cái phước đấy là sẽ được hưởng cái phước đấy. Ví dụ như là khi mình ngồi thiền xong mình cũng nguyện, đầu tiên là nguyện chứng đắc Niết Bàn, nguyện cái công đức hành thiền này hồi hướng đến cho người thân đã quá vãng, cho những người thân còn hiện tại, và chia cái công đức hành thiền này cho tất cả chúng sinh. Thì những ai mà hoan hỷ với việc phước ấy là sẽ được hưởng cái phước, được hưởng cái phước ấy, là cái phước lành. Cho nên là khi mình làm xong việc thiện gì mình cũng phải hoan hỷ, cũng phải chia phước. Và còn có những người khác mình không làm nhưng mà mình luôn luôn phải hoan hỷ với cái việc phước của người khác thì mình cũng sẽ được hưởng phước như vậy. Ví dụ như là mình thấy người khác cúng dường hay là giữ giới hay ngồi thiền, mình hoan hỷ với cái việc thiện của người ta, rồi là nếu như cái tâm thiện của mình nó sẽ cũng sẽ khởi lên. Ví dụ như là mình không cúng dường nhưng người khác cúng dường, mình hoan hỷ theo
Thì cái tâm thiện nó cũng khởi lên, và cái tâm thiện đấy nó cũng khiến cho mình ước muốn cái gì nó thành cái đấy. Mặc dù mình không trực tiếp làm, nhưng mà mình chỉ hoan hỉ cái thiện của người khác là mình cũng được hưởng luôn cái việc phước của cái việc phước thiện của người đó. Đấy, cho nên là những cái người thân của mình, nhất là những người mà sinh ở cái cõi ngã quỷ, thì cái người đấy mà hoan hỉ với cái việc thiện của người thân thì là cái người đấy sẽ giải thoát khỏi cái kiếp ngã quỷ được. Ví dụ như là có những người thân người ta chết, người ta sinh làm ngã quỷ, người ta luôn hay đi theo những cái người còn sống. Người ta đi theo là để làm gì? Để xem người đấy có làm phước, người ta còn hoan hỉ theo. Ví dụ như là nhất là những người sống đấy, khi đi làm phước, đi chùa lễ Phật hay là làm một cái việc phước thiện gì đó, rồi là cái người đấy hồi hướng cái công đức đấy cho người thân, thì cái người thân đấy người ta tùy hỉ cái công đức đấy, là người ta tăng trưởng cái công đức. Nếu như cái công đức nó rất lớn, người ta có thể là được giải thoát ngay. Nhưng mà cái công đức ấy nó chưa đủ lớn thì người ta tích lũy dần dần. Cái công đức nó tích lũy dần dần, khi nào mà người ta có được cái phước, cái công đức lớn rồi thì người ta sẽ được giải thoát khỏi cái cõi khổ, mà người ta được sinh lên cái cõi cao hơn, cõi cao thượng hơn. Thì nên là thì cái việc tu tập nó sẽ tạo ra rất là nhiều cái phước. Cái việc mình hành thiền nó sẽ làm cho cái giới hạnh nó cao lên, nó làm cho cái tâm của mình nó cũng sẽ được tăng trưởng lên, cái tâm linh nó tăng trưởng lên, cái trí tuệ nó tăng trưởng lên, và phước lành nó cũng tăng trưởng lên. Thì từ cái phước lành đấy, mình sẽ hộ chia phước đến cả những người, cả những cái thân bằng quyến thuộc mình nhiều đời nhiều kiếp, và khiến cho họ được an vui, khiến cho họ được thoát khỏi những cõi khổ và được sinh về cõi lành. Những cái phước lành do sự tu tập của mình có thể chia cho những người thân mà còn hiện tại. Thì chia người thân còn hiện tại là bằng cái cách đó là khi mà mình hồi, tức là mình nói là cái sự tu tập của mình ấy, nói là tôi tu tập như thế mà những người thân đồng tình ủng hộ theo, tức là hoan hỉ theo, thì là người đấy đã có phước rồi, có phước, và cái phước đấy làm cho cái người đấy sẽ được hưởng cái phước ở hiện tại và tương lai. Và chia phước ấy đến tất cả chúng sinh, thì tất cả chúng sinh cũng đều có cái phước này. Nếu thì trong tất cả chúng sinh đấy có rất nhiều những cái chúng sinh ở cái cõi vô hình, tức là các chư thiên hộ trì ở trong nhà mình, các chư thiên hộ trì cho mình, hay là các chư thiên ở gần ở xa, mà mình người ta cũng hoan hỉ với cái phước này, những người ta sẽ tăng trưởng những cái thần được, và người ta lại thêm cái sự hộ trì cho mình luôn. Cho nên là cái việc tu tập nó sẽ có lợi lạc như vậy, có lợi lạc cho mình, cho những người thân quá vãng, cho những người thân hiện tại, và to cho tất cả chúng sinh ở gần ở xa. Nên cái sự tu tập xong thì thường thường là khi mình tu tập xong, mình sẽ có những cái thời tụng kinh. Thì trong cái thời tụng kinh đấy là nó sẽ có cái phần gọi là chia phước, chia phước lành, chia phước lành đến tất cả chúng sinh. Vậy cái người mà mình không ngồi thiền thì mình chỉ tụng kinh không, thì cái phước nó sẽ không mạnh bằng cái người có ngồi thiền. Cái người mà người ta có ngồi thiền, cái tâm linh nó sẽ mạnh hơn, cái thiện tâm nó mạnh hơn, thì cái phước lành nó mạnh hơn. Thì sau đó sau cái thời ngồi thiền đấy, tụng kinh bắt đầu chia phước đến tất cả chúng sinh, thì sẽ làm lợi lạc cho rất là nhiều chúng sinh. Hết cái bài pháp. Có ai hỏi gì không? Hoặc đáp gì không? Thì mọi người đọc theo sư nhá. Chia phước. Idam me punyam. Idam me punyam. Asava khajam. Asava khajam. Vahamudu. Vahamudu. Idam me punyam. Idam me punyam. Nibbanasa. Nibbanasa. Pacajo. Pacajo. Otu. Otu. Mama punya bagam. Mama punya bagam. Sabasatanam. Sabasatanam. Pacemi. Pacemi. Tesabe. Tesabe.
Phước lành này của con, phước lành này của con, nguyện đoạn trừ các lậu hoặc trầm luôn, nguyện đoạn trừ các lậu hoặc trầm luôn. Phước lành nghe pháp của con, phước lành nghe pháp của con, nguyện làm duyên thành tựu được niết bàn, nguyện làm duyên thành tựu được niết bàn. Phước lành này của con, phước lành này của con, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng. Cầu mong cho các vị ấy, cầu mong cho các vị ấy, hằng được sự an vui, hằng được sự an vui. Phước lành này của con, phước lành này của con, xin chia đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, xin chia đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại. Cầu mong cho các vị ấy, cầu mong cho các vị ấy, hằng được sự an vui, hằng được sự an vui. Phước lành này của con, phước lành này của con, xin chia đều đến tất cả chúng sinh, xin chia đều đến tất cả chúng sinh. Mong cho tất cả hãy thọ nhận, mong cho tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy được đều nhau, phần phước ấy được đều nhau. Sa-lu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